Fanpage 300.000 follower của công ty Sơn Tùng sẽ bị xóa giữa drama trà xanh. Năm cũ sắp qua nhưng biến vẫn chưa hết với Sơn Tùng và công ty của anh. Theo diễn biến mới nhất cho thấy không chỉ kênh YouTube hay MV của Sơn Tùng MTP bị tổn thất, mà ngay cả công ty của nam ca sĩ cũng có thể bị vạ lây giữa drama trà xanh. Cụ thể, vào sáng ngày 27 tháng 1, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh fanpage MTP Entertainment với phần đánh giá bị ẩn. Cùng với đó là thông báo từ Facebook, chúng tôi sẽ xóa trang này. Nguyên nhân đưa ra là do trang fanpage của MTP Entertainment nhận được số lượng đề xuất nhiều bất thường. Tuy nhiên sau khi kiểm tra lại, phần đánh giá này đã biến mất hoàn toàn trên fanpage. Thực hư sự việc đến nay vẫn là một ẩn số nhưng nhiều netizen cho rằng ekip của Sơn Tùng đã kịp thời ngăn chặn tránh những tổn thất mà drama mang lại. Tuy nhiên, rất có thể ngay từ đầu đã không có phần đánh giá ở fanpage như trong ảnh và nhiều khả năng đây là sản phẩm của Photoshop. Được biết, đa số lượng vote 1 sao hiện tại mà fanpage nhận phải đều đến từ việc gạc cưng Hải Tu đang bị cộng đồng mạng tẩy chay. Hiện phía công ty của Sơn Tùng MTP không hề có phản ứng nào trước drama này. Trước đó Sơn Tùng từng dính tới lùm xùm việc trang fanpage của FC Sơn Tùng MTP tại Đà Nẵng đăng tải bài viết tuyên bố tạm dừng hoạt động mà không đưa ra lý do cụ thể. Chủ nhân bài viết khẳng định dù trang fanpage tạm dừng hoạt động nhưng vẫn thường xuyên theo dõi các hoạt động của nam ca sĩ trong thời gian tới. Nội dung bài viết như sau: Cảm ơn Sky Đà Nẵng nhưng cũng đã đến lúc tụi mình đưa ra thông báo buồn như thế này rồi, có lẽ là FC sẽ ngưng hoạt động fanpage và các sự kiện của Tùng tại Đà Nẵng một thời gian. Nhưng tụi mình vẫn sẽ theo dõi các bạn đấy nhé. Mong tất cả các bạn Sky đừng buồn. Tụi mình rất trân trọng và cảm ơn tất cả các bạn Sky đã đồng hành cùng FC trong những năm tháng vừa qua và có lẽ đó là điều quý báu nhất cũng như kỷ niệm sâu sắc nhất của tụi mình có được. Dù là video gì, tụi mình cũng âm thầm ủng hộ Tùng nhé. Đợi ngày trở lại nhé các bạn thân yêu. Do đội ngũ admin không giải thích cụ thể về lý do fanpage tạm dừng hoạt động nên dưới bài đăng, nhiều người đồn đoán. Một khán giả nhận định chính Sơn Tùng MTP tự làm các fan cứng quay lưng với mình bởi họ đã mất công sức chuẩn bị rất nhiều để chào đón nam ca sĩ nhưng tình cảm của họ không được đáp lại.